trên xuống rất là nhiều đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ xem anh ghe bóng này anh chạy đây. Trời ơi, ok. Quá, trời ơi, quá ngầu luôn. Thank you.
mình sẽ xem anh này anh đi xuống các bạn. Bây giờ thì nước có đổ rất là mạnh rồi nè. Đây thì trong nước có đổ ra rất mạnh rồi. Cái này lúc nãy qua bị dính cái trụ ở trên này các bạn. Bây giờ thì nước nó đổ mạnh, nó thấp hơn một tí xíu thì qua rất là dễ rồi. Ok rồi. Chậm. Đang xuống các bạn rất là hồi hộp luôn nè. Qua kìa, qua. Bây giờ mình sẽ xem anh ghe bóng đi ra các bạn. Bên này thì đi đánh mực lá các bạn. Cái mũi thì phía trước thì rất là nhỏ nhưng mà phía sau thì rất là cồng kềnh, khó chở các bạn. Đây bây giờ mình sẽ xem anh qua nha. Xem anh tàu này anh vượt lên nha các bạn. Đây đang từ từ qua đây. Vượt qua nha các bạn, quá phơi luôn.
rớt mấy cây cầu. Còn lấy cái đá đó chứ. Không gần anh thở cái lối nào vô. Dạ. Nó đúng cái này.